What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ nữa. Đây là một em bàn phím cơ khá là ngon trong tầm giá và cũng sẽ là một đối thủ rất là xứng tầm với lại con RK R87. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi đập hộp luôn nha. Let's go! Đầu tiên thì về cái cách đóng hộp của nó thì cũng khá là đơn giản thôi, không có gì màu mè. Ngoài trừ cái là nó sẽ có full là màu cam và màu trắng. Em này cũng đã đến từ hãng đó là VGN. Mới đầu mình đọc thì cứ tưởng là như là VNG thì như là Vinagame vậy. Nhưng mà không phải nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái thông số cơ bản nổi bật đó là Game Dynamic này, còn Gasket nữa. Tức là bàn phím này sẽ là bàn phím Gasket Mount. Mã của nó sẽ là N75 Pro. Đó, con này thì chắc cũng có nhiều người biết rồi, tại vì nó cũng khá là hot trong cái thời gian gần đây. Ok, mở hộp này thì chúng ta sẽ có em bàn phím ở chính giữa đây, cùng với lại những cái mút ở xung quanh rất là dày. Rồi, tiếp nữa chúng ta sẽ xem bàn phím sau, để xem được có những phụ kiện gì đi kèm nhé. Nó sẽ tặng kèm cho chúng ta một cái nhổ switch kim nhổ keycap. Đó, khá là giống với lại những cái con bàn phím khác, một số cái switch để thay thế. Đó, switch của em này là màu đục kèm với lại màu xanh, nhìn khá là đẹp. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái dây cáp. Dây cáp này thì mình thấy nó khá là lởm, nó kiểu bằng cao su, không có gì đặc biệt luôn, tay A sang tay C. Chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Đó, phiếu bảo hành. Cái này thì tất nhiên là nó sẽ ghi tiếng Trung Quốc không rồi. Ok, quay trở lại với em bàn phím N75 Pro của chúng ta. Thì con này nó sẽ có phiên bản thường. Thì phiên bản thường nó sẽ không có 3 mod RGB. Nó chỉ là phiên bản dùng dây thôi. Thì nó không phải là phiên bản Pro. Các bạn lưu ý nhé, bản Pro thì nó sẽ mới có 3 mod. Và em này cũng sẽ là sử dụng layout 75, tức là giống như những con phím khác thì nó cũng sẽ giữ lại phím mũi tên hàng F và nó sẽ có thêm cái núm xoay ở đây, đó là thời thượng. Và cái núm này đập vào mắt mình thì nó sẽ là màu vàng kim loại, nhìn rất là đẹp. Đó, cái cảm giác xoay của em này thì mình thấy nó xoay cũng khá là ok thôi, chứ cũng không phải là ngon lắm. Đó, và nó cũng thiết kế theo kiểu trơn bóng như thế này, màu kim loại luôn, và nó cũng làm bằng kim loại luôn nhé. Rất là ngon. Con núm này thì chúng ta cũng có thể sử dụng để điều chỉnh multimedia cũng như là chỉnh LED. Về cái màu sắc chủ đạo của con này thì hiện tại phiên bản của mình đang sử dụng là phiên bản màu cam và màu xanh kết hợp. Xanh của nó sẽ là hơi xanh nhẹ một xíu. Keycap là màu trắng, vỏ cũng màu trắng luôn. Một số cái nút đặc biệt thì sẽ là màu cam như thế này. Các cái ký tự in trên cái bộ keycap này thì mình thấy nó cũng rất là sắc nét. Đây, và chữ in to nổi bật. Tiện thì mình cũng sâu luôn về cái chất liệu keycap cho các bạn coi nhé. Keycap của em này thì sẽ được làm bằng chất liệu PPT luôn và sẽ được in double shot rất là dày như thế này. Đó, cực kỳ ngon. Ngon hơn hẳn so với những cái bộ giá rẻ khác. Thường những bộ giá rẻ khác như của con WM1, MW ấy, thì nó chỉ là kiểu dạng double shot nhưng mà nó khá là mỏng, với lại nó cái lớp double shot của nó chỉ là phía trên thôi. Còn cái này thì nó là sẽ làm tràn viền luôn. Đặc biệt nữa là cái bộ keycap của con này thì sẽ là chuẩn MDA. Tức là với cái chuẩn này thì chúng ta sẽ thấy cái độ dốc của nó khá là dốc như thế này. Và cái độ cao của nó thì cũng sẽ ngang ngửa với lại độ cao của thằng OEM. Tuy nhiên cái bề mặt của nó thì nó sẽ làm bầu ra, tròn tròn một xíu. Cái này thì cũng tùy cảm nhận mỗi người thôi. Có người thích cái kiểu tiết diện nó to như thế này, nhưng có người thì lại không thích. Cái này thì theo mình gõ thì nó cũng khá là ok, dễ thuận tay hơn nhiều so với lại một số chuẩn như XDA hoặc là DSA. Về cái build tổng quan của em này thì chúng ta sẽ thấy hoàn toàn khung bằng nhựa thôi, không có gì đặc biệt hết, không có bằng kim loại. Chúng ta vẫn cũng có thể vặn xoắn được, tuy nhiên thì nó khá là đầm tay, cầm lên rất là nặng. Và ở phía đằng sau chúng ta sẽ có cái lẫy nâng hạ độ cao. Đây, hai lẫy nâng hạ độ cao luôn. Chúng ta vẫn sẽ có cái khay để đựng receiver, công tắc gạt để chuyển đổi giữa ba chế độ Bluetooth 2.4 cũng như là dùng Type-C.
Về cái thiết kế này thì mình thấy nó cũng khá là phổ biến rồi, hầu như ai cũng sử dụng cái kiểu thiết kế như thế này hết. Và nó cũng liên kết giữa top với bot bằng ngàn. Cái này thì cũng không có ốc vít gì, cho nên các bạn có thể mở ra mod được nó một cách dễ dàng hơn nhiều. Và cái ngàn của con này thì mình thấy nó cũng khá là cứng, cho nên các bạn cần phải có một cái thẻ hoặc là cái lẫy bằng nhựa nhé, để mình cậy ra. Ok, bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra xem thử cái switch cũng như là cái phía dưới plate nhé. Về cái switch của con này thì như lúc đầu mình đã có nói thì đây là một cái switch custom của thằng VGN luôn. Và nó sẽ là một dạng linear. Với stem của nó sẽ là stem dài một xíu hơi đây. Đó, sẽ là dạng stem dài. Cho nên tiếng của nó sẽ hơi hơi kêu. Đó. Cái âm của nó sẽ kêu khá là to. Đồng thời là với cái switch stem dài như thế này thì các bạn yên tâm là các bạn có thể sử dụng được kể cả mặt xuôi hay mặt ngược gì cũng không bị cấn cây cáp nhé. Dùng Cherry hay dùng DSA gì cũng ok hết. Switch của con này sẽ là switch 5 chân. Đó, cũng rất là ngon. Và nó cũng đã được pre-loop cho nên bấm có cảm giác cực kỳ mượt. Cái lực nhấn của con này cũng dạng trung bình thôi, không nặng. Đó. Nhưng mà nó cũng sẽ có cảm giác tốt hơn là những cái con switch mà lực nhẹ. Về dưới mặt thì chúng ta sẽ được trang bị một em mặt hot swap 5 chân. Xịn sò luôn và sẽ được lót sẵn switch pad. Switch pad của con này sẽ được lót cái dạng như là ASPE. Thì cái dạng này nó sẽ cho cái tiếng nghe nó giòn hơn. Và đồng thời là ở foam của nó cũng sẽ là foam PE luôn. Foam PE này sẽ được lót trên PCB. Và ở dưới đáy thì chúng ta sẽ có một cái dạng foam mút tiêu âm nữa. À, hình như dưới đáy của con này sẽ là lót đổ silicone các bạn ạ. Một tấm silicone. Tí nữa mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem. Chính vì vậy mà khi mình cầm lên thì nó có cái cảm giác cực kỳ là đầm tay luôn. Mặc dù cái pin của con này cũng sẽ là pin 3000 mà thôi. Cái plate của em này thì sẽ là plate PC. Và sẽ sử dụng cấu trúc đó là cấu trúc gasket mount. Tuy nhiên thì với cái plate PC và cấu trúc gasket silicone là nó sẽ không có cho cái cảm giác nhún lắm. Mình bấm vào cảm giác nhìn rất là cứng luôn, hầu như là không có nhún nhảy gì nhiều. Đó, như các bạn thấy thì strap của con này cũng khá là lạ. Có lẽ là strap này cũng là strap của hãng thôi, chứ không có gì đặc biệt. Và strap này cũng đã được cân chỉnh sẵn và pre-loop luôn. Và mình thấy là nó cũng lúc nhẹ nhàng thôi, chứ không lúc dày đặc như những cái con khác. Nó lúc khá là mỏng. Và cái strap mình gõ thì cũng cực kỳ là bất ngờ luôn. Vì nó làm hầu như là rất là chuẩn. Kể cả những cái con ngắn hay con dài, con space này này thì nó làm động rất là ok. Đây. Nó chuẩn cực kỳ luôn. Gần giống như là con R75 vậy. Nếu như bạn nào không quá khó tính thì có thể về mua về sử dụng ngay lập tức mà không cần phải móc mộng gì. Hầu như là nó đã móc hết cho chúng ta rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cũng thử mở phía bên trong ra cho các bạn xem cái bộ lòng của em này nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải tháo cái knob của em này ra. Đó, mình nhắc lại là cái knob của con này, cái núm mặn ấy, thì nó được làm bằng kim loại và được sơn màu vàng bóng lên nhìn rất là đẹp. Sau khi mở knob ra thì chúng ta phải sử dụng cái thẻ hoặc là những cái lẫy mà chuyên để mở cạnh iPhone ấy. Chúng ta sẽ cạy nhẹ xung quanh ra nhé. Đó. Tính ra con này cái lá ngàm của nó cũng không quá là chắc chắn, cho nên là các bạn vẫn có thể mở được. Chứ còn một số cái con như là cái con như con FL thì công nhận là mình cũng chịu bỏ tay luôn, quá cứng mà mở ra thì cũng rất là nguy hiểm đấy. Rồi, ok. Sau khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy cái top của nó làm cực kỳ dày dặn. Đó, tóc của nó thì nó sẽ được chùm hết xuống dưới luôn, sẽ cho cái cảm giác nó liền lạc hơn nhiều. Em này thì sẽ được sử dụng gasket silicone. Đây, mở ra thì chúng ta sẽ phải gỡ cái dây pin này. Cái dây pin này mình thấy nó kết nối rất là cứng, nên là các bạn mở ra cẩn thận nhé. Đây, con này nó sẽ không có mặt con và chúng ta sẽ có những cái gasket nhỏ nhắn ở đây. Gasket này thì mình thấy hầu như nó cũng chả có tác dụng gì. Nó chỉ được đệm lên một cái miếng silicone ở phía dưới bottom như thế này. Đó, và cái miếng silicone này mình thấy nó cũng rất là cứng.
cho nên là hầu như nó sẽ không có nhún gì hết, rất là ít thôi, trừ khi mình để mạnh, nhưng mà hầu như được gõ thông thường thì chắc cũng không ai gõ đến mức cỡ có thể cảm nhận được. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp Full MPE đó, được lót ở PCB. Đấy. PCB thì cái plate thì được làm bằng nhựa PC. Ở dưới này hot swap của em này thì mình thấy nó có ghi là hot swap của Keo các bạn ạ. À, của hãng Keo. Cái hãng Keo thì cũng khá là ngon. Mặt thì cũng bình thường. Mình thấy không có gì đáng phải chê trách cả. Có điều là con này nó không có mặt còn. Đây chính là cái lý do ăn tiền của con này. Ở dưới đây nó sẽ được lót một cái lớp silicon cực kỳ dày luôn. Và cái silicon này nó được đổ khít với lại cái khay luôn. Cho nên là các bạn thấy không? Nó có từng cái chi tiết cực kỳ khít luôn. Nó không để thừa bất kỳ cái chỗ trống nào hết. Ừ. Đây, đổ luôn cả những cái chân như thế này. Đó, rất là khít luôn. Cho nên nó sẽ không có bị rỗng ở dưới này. Cho nên cái âm thanh chúng ta gõ ra thì nó rất là gọn và chắc. Đấy. Đây là một cái điểm mà mình đánh giá nó cực kỳ ăn tiền. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ thấy có cục pin ở dưới đây. Đây. Rồi, cái này chúng ta cũng chắc cũng không cần phải mở ra khám phá thêm gì đâu. Hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại và sau đó cho các bạn nghe cái sound test của em này nhé. Về lắp lại thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Con này chúng ta chỉ việc gắn lại một cái dây kết nối pin vào. Thế là xong rồi. OK, trước khi vào trong cái phần sao test thì chúng ta sẽ ngó sơ qua cái phần LED của em này. Thì em này vẫn sẽ được trang bị cái hệ thống LED RGB và LED của nó cũng khá là sáng. Mặc dù là đèn ở trong phòng của mình rất là sáng, tuy nhiên thì LED của nó vẫn cực kỳ là nổi bật luôn. Với lại cái con này nó đang sử dụng cái bộ switch cũng như là cái bộ keycap hầu như là triệt tiêu LED rồi đấy. Nếu như mà các bạn muốn ngon hơn thì các bạn có thể sử dụng những cái bộ switch và keycap khác thì LED của nó lên rất là đẹp. Tất nhiên thì em này vẫn sẽ có hỗ trợ phần mềm cũng như là vẫn có thể thao tác chỉnh LED trực tiếp ở trên bàn phím. Chúng ta có thể giữ FN gắn với lại nút đeo ở trên này để chúng ta có thể điều chỉnh được các cái chế độ đèn LED có sẵn. Còn nếu không, chúng ta có thể sử dụng phần mềm. Thì con này nó cũng sẽ có rất là nhiều chế độ đèn LED và cũng LED nó cũng rất là đẹp nữa. Đó, các bạn về yên tâm về cái khoản LED thì con này nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ sang một cái phần quan trọng nhất nếu mà nói về kiếm cơ, đó chính là sound test. Như vậy là mình đã vừa mới cho các bạn nghe xong cái sound test của em này. Thì phải nói là một trong những cái điều cực kỳ bất ngờ của các cái anh pháp sư Trung Hoa đã tạo ra được một con bàn phím mà tầm một củ nhưng đã có cái chất lượng preview kinh khủng khiếp như thế này. Và những cái gì nó đem lại thì nó hầu như là
không cần phải làm gì thêm luôn. Đó, từ việc start này cũng như keycap cũng khá là ngon rồi, kể cả đèn led cũng đẹp nữa. Đó, chỉnh chu knob thì nó cũng là thuộc dạng top tier rồi. Đây là một trong những cái bàn phím mà mình nghĩ cực kỳ đáng tiền. Đó, trong tầm 1 triệu thì rất khó mà Kim có thể kiếm được một con bàn phím ổn áp như thế này, và đối thủ của nó thì cũng rất là ít thôi, chắc chỉ có mỗi con đó là con R75 thôi, nhưng mà hiện tại con nó thì nó cũng đang cháy hàng rồi cho nên là cũng không có về thêm được. Đó. Anh em nghĩ sao về bàn phím này? Nếu anh em có ý kiến gì thì cứ để lại comment ở trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo giá bán thì anh em có thể click vào link trong phần mô tả của video. Còn với mình thì đây là một con bàn phím hoàn hảo trong tầm giá một củ đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bất Gear nhé. Bye bye.